Ayo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Gậu Cáo nhỏ. Cũng tính là ra cái khu vực này săn chim cho em xem đấy. Chỗ này thì mình phát hiện khá nhiều cuốc và bìm bịp anh em ạ. Nó sẽ tập tụ ở góc kia kìa. Đó, và đó nữa. Ngày hôm nào có thời gian thì mình qua anh em nhé. Như mình đã chia sẻ được trước, nhưng bọn đệ tử của mình nó thích câu cá lắm anh em ạ. Nên ngày hôm nay thì sẽ đưa đi câu cá thôi. Các bạn xem đó, ngày hôm qua câu được rất là nhiều cá nhá. Hôm nay quay trở lại đấy một lần nữa anh em nhé. Xem là có được như hồi thành quả ngày hôm qua không. Bây giờ thì sang đón bọn đệ tử của mình đi câu cá nha. Vừa giờ thì mình cũng có đi cho một người ta một ít anh em. Cơ bản là câu được nhiều quá ăn không hết. Thì hôm nay thì được một bao cá luôn nha anh em. Đó, toàn cá rô thôi, không có gì cá ngoài khác đâu. Nặng lắm anh em ạ. Đây, đổ đấy cái thùng ra cái chậu không. Đổ đâu. Cho Hạnh đổ nhanh, xách cái đó. Kinh thật anh em ạ, cái chỗ cá chắc lặng gần vào người Hạnh luôn đấy. Anh em xem này, ui giời. Nhóc cá luôn nha. Kinh thật. Nhắc cái này đâu. Đâu đâu. Một đống cá anh em ạ. Anh em chia đi. Đó. Hôm trước cầm cám sang đấy là không hợp lý. Nên là ngày hôm nay đã có run rồi nha anh em. Một đống run anh em ạ. Sẵn sàng chưa? Ok. Hôm nay thì khẳng định được bao nhiêu cân cá đây? 20 cân. 20 cân luôn à? Hôm nay mình sang hơi muộn một chút anh em ạ. Chắc khoảng tầm bây giờ 1 rưỡi đấy. Sang đến nơi là tầm 2 giờ. Ui anh Hậu nói nhiều quá, đi không người ta câu hết cá. Sang có một lúc thôi mà tụi nhỏ đã giục mình quá trời anh em ạ. Thôi rồi, bây giờ đi câu cá anh em nhá. Nhiều anh em bảo là trên cái kênh Hậu Cá TV của mình ấy là mình nói hơi điệu một chút đúng không? Nhưng mà do ấy, kiểu là mình quay video thì mình nói vậy ấy, mình cũng chả biết là nói điệu hay không. Ai không cảm nghe anh Hậu đi qua đây á. Cuối cùng thì mình cũng ra tới nơi rồi anh em nhá. Ngày hôm nay quyết định sẽ tắm mưa đây câu cá thôi anh em ạ. Như mình đã bảo rồi, Cần Thơ hiện tại bây giờ đang bước vào mùa mưa đấy. Hôm nay thì nó đỡ hơn một chút, cũng tính là rủ tụi nhỏ đi ăn buffet nhưng mà không. Đó, lại thế này. Em đi câu cá rồi đi ăn. Nên là hôm nay đi câu cá chơi em nhé. Thời gian đi ăn buffet thì đã được gác lại đợt sau vậy. Hôm nay thì ít người qua câu cá hơn anh em ạ. Đó, nhưng em xem này. Ở đây thì cô toàn là run thôi. Anh em xem nhá. Một sọt cá rồi, toàn cá rô thôi anh em ạ. Hai xô đầy nhóc, em về chờ bắt câu dính nữa. Lại thấy chú bảo là chú mang về hai xô đầy rồi. Bây giờ lại ra câu được thêm được nửa xô này. Không, để cho anh móc ạ. Ok. Anh em này, nhiều cá lắm. Đó. Đen quá. Ui to quá. To này. Má con này to quá anh em ạ. Ui giời ơi. Này. To kinh. Có mỗi việc đi câu cá là quay video nhàn nhất anh em ạ. Cứ ngồi một chỗ thôi, sau đó là giật cá lên bùm bùm anh em nhá. Ui giời, cái cảm giác nó phê chứ anh em. Ui. Má con này cẩu phát lên luôn này. Bé quá. Ui sẽ Hạnh ấy. Ui sẽ. Lên luôn nhanh ấy. Theo lời các anh ấy kể thì bây giờ cá vẫn chưa ra anh em nhá. Đợi một lúc đã xem như nào. Cơ bản là ngày hôm nay là qua lên là thứ hai đấy nghe. Đây. Câu được ít cá quá. Không mà hôm qua đâu. Hôm qua giật liên tục cơ. Cứ đợi xem thế nào. Ngày hôm nay cũng nhiều thời gian mà. Thôi xong. Hạnh ơi đây. Con. Tí rồi tuột. Mất chưa? Tính là không định quay con này đâu. Nhưng mà con này câu khá là kỳ lạ nha anh em. Mồm không cắn à. Nó cắn vào mắt anh em ạ. Về nhà lấy tạm được cái lón ra đây anh em ạ. Như anh em xem đấy. Hôm nay cá cắn không mạnh bằng hôm qua đâu. Anh em ở đây câu cá vẫn còn khá là đông đấy anh em. Như anh em xem này. Lên cá liên tục nha. Nhưng mà cũng có cả cá to cả cá bé nữa. Nhiều lắm. Nhưng mà tí nữa xem nào. Hạnh này câu kém quá. Ra ngồi với Hạnh xem có dính cá không. Đây, ra góc này này. Nói chung cái góc này trông chill phết anh em nhở. Anh em xem này, thời tiết thì sắp mưa rồi nha. Nên là cái việc cá nó cắn cũng không còn mạnh nữa như trước nữa anh em ạ. Dù phi cứ phải gặp lắng to thì nó cắn với phê nha anh em. Hôm nay thì ra tại cái góc này câu mà nó cứ cắn xong nó lại không lên được cá nữa. Nó kiểu như vậy đấy. Không,
À dạ vâng, em xin. Dạ dạ. Anh ấy cho mình cái bắp anh em ạ. Em xin nha. Đang đói đấy anh em. Anh ấy đưa cho mình cái bắp bự chả bá luôn nha. Đó, xong rồi. Bây giờ ngồi ăn một tí đã. Nói chung thì ngon. Đang đói anh em ạ. Ui, lên luôn này. Phan Hạnh lửa cái nha. Ui, ngon hết. 5 miếng. 5 miếng. Thời tiết sắp mưa nha anh em. Chỗ vẫn còn đông người câu lắm anh em ạ. Vừa ra có anh ấy dính được chắc vàng. Dạ vâng, chào chú. Dạ thật anh em, thời tiết này chắc chỉ là một lúc là mưa thôi, nên là cái khả năng câu cá được cũng rất là ít anh em ạ. Hả? Nói không hề sai anh em ạ. Đặt dưới cống phát lại được con cá rô bự chà bá luôn nha. Khéo bây giờ lên bờ thôi anh em ạ, chứ mưa quá. Đây à, hôm nay câu hơi ẩm ương một tí đấy anh em. Mưa rồi. Anh em biết té vậy chưa? Đó. Đây. Được con này, đẹp nha. Nhức lách luôn. Thích anh em nhỉ? Ui. Ui. Ui dồi, nó lôi. Lên liên tục nữa nha anh em. Đây cho anh em xem thành quả ba anh em câu lễ rồi anh em này. Đây. Mở được không? Dạ, đúng rồi anh em này. Ở đây. Ừ. Đổ luôn rồi đi. Nhiều nhờ. Cá này, ngóc luôn. Cho nó vào đi. Đấy, rơi. Thế rồi, rơi. Ở đây anh ra cũng được một bọc cá to anh em nhé. Nhìn em xem đấy, một đống luôn nha. Mày đưa con dính rồi anh em ơi. Ừ. Ăn sâu quá. Em mở chưa? Có được. Em mở chưa? Ừ. Đây. Nãy giờ mới được con ăn không? Mãi đường con luôn. Cũng có cầm cái lõi này qua ấy, nhưng mà không theo được ngoài mấy tụi đó. Nói chung thì tụi nhỏ nó khỏe lắm. Chèo sao nữa. Cứ đầu trần này, mình đội lón các thứ rồi mà người nó vẫn trở lỏng hồng hập lên đấy. Tầm giờ thì cũng dâm mát rồi anh em nhá. Hôm nay tổng kết thành quả cá cho em xem. Nói chung thì nó sẽ không được nhiều như hôm trước, nhưng mà nói chung cũng tạm tạm anh em ạ. Câu cũng từ trưa đến giờ đấy. Đầu óc bây giờ bị đơ đấy, khó quay video quá. Nhưng mà bây giờ quay đây thì nó đẹp hơn nha anh em, như em xem này. Đó, dâm mát quay nó thích hơn. Tầm giờ cá hết cắn rồi, bây giờ mình sẽ cho em xem thành quả cá nha. Một giò cá luôn anh em ạ. Nói chung lúc nào ra đây câu nó cũng như vậy đấy anh em. Đây, cho em xem nha. Còn rất nhiều ở trên nữa nhưng mà mình không nhặt được vào trong ấy. Lười quá. Đây, chỗ này thì bằng lửa hôm qua. Chắc bằng lửa hôm qua nhưng hôm nay cá to hơn hôm qua. Đấy anh em xem này, nhiều lắm. Bắt cái to. Ừ. Này. Nhiều lắm anh em ạ, không ít đâu. Cái này cái bự chứ hôm qua bắt cái nhỏ luôn là nhiều. Thế là cá nhỏ này anh em thả đi hết, toàn bắt cá to ấy. Cá thật cá nhỡ nhỡ rồi đấy. Đây thì lên đây quay em xem một chút đấy nha. Đó, hôm nay thì anh em gọi là ra đây câu thoải mái luôn. Nói chung là chán chưa? Chưa chán à? Thế thằng Bin nó đã chán rồi kìa. Đó, thì ra đây nha anh em. Ở trong đây thì các anh này câu nhiều cá lắm. Đây, quay cá em xem này. Ấy. Ông nào cũng một chậu cá to đấy nha anh em. Nhiều thật anh em ạ. Đó, nhiều lắm. Chỗ này cũng phải tầm nhiều cá to. Đây, một giò luôn. Ra đây quay một loạt nữa cho em xem là. Bây giờ mọi người đi về hết rồi đấy. Nói chung là nó bớt như vừa giờ hơn. Chứ lãi thì nhiều cá hơn nữa. Đây, đây là cần của chú à? À đây. Chú Bảy. Chú là chắc là sát cá lắm. Cháu thấy từ nãy giờ chú câu toàn cá to thôi. Dạ. Đây cho anh em xem nha. Chú cũng gọi là không thể nào cho cá xuống nước nữa rồi. Tại vì đáy rõ rồi anh em ạ. Không còn cho nước vào trong nha. Chỗ này nhiều lắm, ừ, nặng thế nhỉ. Cái này phải tầm 7 cân đấy. Nhiều thật anh em ạ. Mới nói chú 7 phát giờ thì 7 cân cá luôn.
Vừa mới lói xong thì em xem đằng sau này, lại sắp mưa luôn này nhá. Ngày hôm nay câu cá như vậy là cũng đủ rồi. Anh em bây giờ chuẩn bị dọn đồ sau đó đi về đã. Ngày chung thì nhức cái lách anh em ạ. Thật sự là cá nhúc nha anh em. Quê thật sự anh em ạ. Nhà mình thì ở góc ngay kia thôi, mà chỗ này thì anh em xem đấy, ra đây khoảng tầm mấy trăm mét thì ra đây ngồi câu cá cũng thoải mái, vui phết anh em ạ. Cứ tầm trưa đến tầm chiều nhá là mọi người câu cá rất là nhiều. Nhưng mà thực sự ấy với anh em nhá, chỗ này đấy là chỉ có cá rô phi thôi, còn bên kia là họ câu cá giò đấy. Cá giò nó rất là to lắm. Mình cũng nhìn thấy con cá rò đồ nhưng mà không biết là nó như thế nào, bây giờ quên mất rồi. Tại vì trong đây có nhiều loại cá khác với ở miền Bắc mình. Sau hai buổi trải nghiệm câu cá thì anh em phía sau mình nhá, 203 anh em ạ. Trời ơi, tưởng phải tầm hơn 30 cái chứ. Đây nha anh em, chắc nặng gấp đôi mình đấy. Này đấm một cái chắc mình méo mồm mất anh em ạ. Ôi, bây giờ rút về nha anh em. Mắc rồi. Mắc anh em. Mắc mẹ luôn. À đây rồi. Ui giời. Đó, có cái chai bò. Đi. Đây, cấu lên đi. Nhiều quá anh em ạ, ngày nào cũng thế này. Lại dẫn anh em lên phố câu cá luôn. Không, uy tín nhỉ. Đợi anh tí. Đây đưa tới cô cái thùng dây kia đây. Đi. Con này khá uy tín này nhỉ. Vừa chưa? Dạ. Dạ. Cẩn thận nhá. Cuối cùng thì cũng về tới nhà Hạnh rồi nha anh em. Bây giờ tổng kết thành quả cá em xem, chắc phải đổ ra thì anh em mới xem được cái số lượng cá nhiều đến mức độ như nào anh em ạ. Là anh em xem là cá mức độ như nào nha. Có chỗ ăn cá phi không? Phi. Có chỗ ăn cá phi không? Quá trời ơi. Tính bây giờ Hạnh này mang đi bán cá đấy. Hôm nay câu nhức lách luôn anh em ạ. Cầm phần cháo này cho em trai Hạnh nha. Đó. Ông ấy có phần cháo để cho đứa em Hạnh. Cảm ơn em. Dạ không có gì đâu ạ. Dạ. À, ông Hạnh ông ấy câu nhiều cá rồi, ông ấy tính mang bán anh em ạ. bán cá rồi mua mồi nha. Nhiều nhỉ? Qua câu nhiều hơn này. Ở đây giờ ai người ta mua không? Trải nghiệm đấy một ngày câu cá cho em xem nhá. Chỉ thức là 2 ngày đấy, từ hôm qua thì câu được gấp đôi chỗ này hơn. Nhưng mà hôm nay thì cá to đấy, tại vì cá nhỏ anh em không cho vào giỏ, nó lười ấy. Bây giờ thì anh em lại tính là chia là không bán nữa rồi. Tính là để ở đây bán nhưng mà sợ lỡ ươn đấy, nên là quyết định bây giờ anh em lại chia ra. Ai, chia có đèo không đây? Hả? Mình hay trêu tụi nhỏ lắm. Nó lỡ cái bự mà cá nhỏ nó thèm bắt luôn. À, thằng này khôn nhỉ, thằng này khôn lắm. Hạnh không nhận lựa cá to luôn. Nhanh chân thì còn, chậm chân thì mất. Mấy cá con kêu đứng bắt rồi, mà bắt kêu kết trên. Bắt mấy cá bự thôi. Và nếu các bạn là cảm thấy video là hay, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Hậu Cáo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Hậu Cáo. Chào tất cả các bạn. Bye bye. Bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha.